Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình truyền hình Thanh niên. Mở đầu chương trình ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn theo dõi phóng sự tuyên dương học sinh sinh viên dân tộc thiểu số tiêu biểu năm 2018. Tại Hà Nội, 166 bạn học sinh, sinh viên tiêu biểu xuất sắc đại diện cho hàng trăm ngàn sinh viên, học sinh dân tộc ít người hiện đang học tập tại các trường đại học, cao đẳng, phổ thông dân tộc nội trú, bán trú trên khắp cả nước đã về dự lễ tuyên dương năm 2018. Trong lễ báo công tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, đại diện các bạn sinh viên, học sinh đã báo cáo với người về những nỗ lực trong rèn luyện, phấn đấu, học tập theo lời dạy của Bác lúc sinh thời, cũng như việc thực hiện tốt phong trào Tuổi Trẻ Việt Nam, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước ta đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách nhằm phát triển giáo dục, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ở vùng dân tộc thiểu số, miền núi. Hàng nghìn tỷ đồng đầu tư xây dựng trường, lớp, mua sắm trang thiết bị, đồ dùng dạy học, hỗ trợ các em dân tộc thiểu số khó khăn có điều kiện học tập. Mạng lưới trường lớp được phát triển rộng khắp từ mầm non đến đại học. Đến nay, hệ thống các trường phổ thông dân lập nội trú được thành lập ở 50 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương với 319 trường, quy mô gần 97.000 học sinh. Toàn quốc có 28 tỉnh có trường phổ thông dân tộc bán trú với 1.097 trường và trên 185.000 học sinh. Hiện có 4 trường dự bị đại học, trường phổ thông vùng cao Việt Bắc có hệ dự bị đại học và 3 khoa dự bị đại học thuộc các trường đại học với quy mô khoảng 5.000 học sinh dự bị hàng năm. Các chương trình học bổng dành cho các em học sinh dân tộc thiểu số, học sinh nghèo vượt khó của các cơ quan, ban ngành, đoàn thể chính trị cũng như các nguồn xã hội hóa đã phần nào hỗ trợ các em có thêm điều kiện trong sinh hoạt, học tập cũng như tạo thêm động lực để các em phấn đấu vươn lên. Bên cạnh là sự hỗ trợ của Đảng và Chính phủ thì thầy cô trong trường là những người mà giúp đỡ em nhiều nhất. Tại vì thầy cô luôn biết là em là người dân tộc thì thầy cô luôn tạo cho em những cái điều kiện tốt nhất và luôn luôn hỗ trợ. Và có những cái phần học bổng nào thì thầy cô cũng đều đề xuất mình để có thể giúp em có một phần hỗ trợ trong kinh phí và có phần là để cổ vũ tinh thần của mình trong học tập ạ. Trong quá trình học phổ thông ấy, thì vì là người dân tộc nên em nhận được rất nhiều cái sự quan tâm của nhà trường cũng như là toàn xã hội. Chính vì cái điều đó mà thôi thúc em có được cái sự cố gắng học tập tốt nhất. Khi còn là sinh viên thì những em và các bạn khác cũng cùng dân tộc, đặc biệt là những bạn hộ nghèo đã được nhận rất nhiều sự trợ giúp từ chính phủ. Ví dụ như là em được nhận học bổng của báo Tuổi Trẻ, hay là học bổng của quỹ Thắp Sáng Niềm Tin. Nghĩ là những cái học bổng này tuy rằng thì nó chỉ là phần nhỏ thôi nhưng mà nó cũng giúp đỡ em rất nhiều cả về mặt tinh thần và mặt vật chất trong quá trình học tập ạ. Lễ trao giải cho các bạn học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số xuất sắc tiêu biểu năm 2018 được tổ chức trang trọng tại Nhà hát lớn Thủ đô Hà Nội. Tham dự buổi lễ có đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, lãnh đạo các bộ, ban, ngành, đoàn thể, Ủy ban dân tộc miền núi và các em học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số xuất sắc tiêu biểu. Tại buổi lễ, ban tổ chức đã tuyên dương 166 học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số thuộc 25 dân tộc tại 35 tỉnh thành phố, trong đó có 17 sinh viên đoạt giải trong các cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia năm 2018, 94 học sinh đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, 2 học sinh trúng tuyển vào đại học, cao đẳng, học viện với số điểm từ 27 điểm trở lên, 11 học sinh dân tộc thiểu số rất ít người tốt nghiệp trung học phổ thông và trúng tuyển đại học năm 2017-2018, 42 sinh viên tốt nghiệp đại học, cao đẳng, học viện loại xuất sắc.